Chào mừng quý vị đã quay trở lại cùng với Minh Khoa trong chương trình tin tức, và tiếp theo đây sẽ là những bản tin Hoa Kỳ. Chương trình tin tức được đặc biệt bảo trợ bởi công ty xuất nhập cảng Ten Lê Yến, số điện thoại 714-418-9788 hoặc vào trang mạng tiepyen.com với các sản phẩm đông trùng hạ thảo, nhụy hoa nghệ tây, saffron, yến các loại. Phần tin Hoa Kỳ tiếp theo của chúng tôi cho biết rằng cơ quan CDC khuyến cáo nên cách ly những thú cưng bị nghi ngờ là nhiễm bệnh đầu mùa khỉ. Thưa quý vị, thú cưng từng tiếp xúc với bệnh nhân bị nhiễm đầu mùa khỉ được nên cách ly để bảo đảm rằng virus không lây lan sang người hoặc là những động vật khác. Đây là khuyến cáo được Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ CDC đưa ra sau khi một con chó được ghi nhận là nhiễm đầu mùa khỉ tại Paris. Theo hướng dẫn vào ngày 12 tháng 8 của cơ quan CDC, thì căn bệnh đầu mùa khỉ có thể được lây truyền từ động vật sang người qua tiếp xúc cơ thể hoặc ngược lại. Do đó, những người có kết quả xét nghiệm dương tính thì nên cẩn thận hơn khi ôm ấp hoặc là vuốt ve động vật. Cơ quan CDC cho biết thú cưng cũng có thể nhiễm virus đầu mùa khỉ từ chăn mền hoặc các vật dụng khác mà bệnh nhân sử dụng. Và nếu thú cưng có biểu hiện bị bệnh, chủ nuôi nên hỏi ý kiến của các bác sĩ thú y. Cơ quan CDC cho biết những vật nuôi tiếp xúc gần với người có triệu chứng nhiễm bệnh đầu mùa khỉ thì nên được giữ ở nhà, tránh xa động vật và những người khác trong vòng 21 ngày sau lần tiếp xúc gần nhất với người bệnh. Những người bị nhiễm bệnh cũng không nên chăm sóc thú cưng. Và cơ quan CDC cập nhật hướng dẫn của họ sau khi một con chó được ghi nhận là nhiễm bệnh đầu mùa khỉ từ chủ nuôi. Và đây được cho là trường hợp lây nhiễm từ người sang chó đầu tiên. Theo một báo cáo đăng trên tạp chí y khoa The Lancet trong ngày 10 tháng 8 cho biết, con chó săn 4 tuổi xuất hiện các vết phát ban và tổn thương gần 2 tuần lễ sau khi hai người chủ là một cặp đồng tính nam bắt đầu xuất hiện các triệu chứng của căn bệnh đầu mùa khỉ này. Chủ của con chó cả hai đều dương tính với bệnh đầu mùa khỉ, nói rằng họ cho phép thú cưng của họ ngủ chung trên giường. Tiếp nối bản tin của chúng tôi cho biết rằng nghị sĩ Cộng hòa muốn cấm Trung Quốc mua đất nông nghiệp tại Hoa Kỳ. Theo đài NBC cho biết, thượng nghị sĩ Cộng hòa đã đề xuất ngăn công ty Trung Quốc và một số quốc gia đối thủ đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp của Hoa Kỳ vì vấn đề an ninh quốc gia. Theo đó, thượng nghị sĩ Cộng hòa là ông Mike Rouse trong ngày 18 tháng 8 đã đề trình dự luật thúc đẩy bảo vệ và an ninh nông nghiệp, gọi tắt là PASS, lên thượng viện. Trong đó, đề xuất cấm mọi đầu tư vào nền nông nghiệp Hoa Kỳ từ các pháp nhân có liên hệ với Trung Quốc, Nga, Iran và Bắc Hàn do lo ngại về an ninh quốc gia. Ông cũng đề xuất vài dự luật sau khi một tập đoàn Trung Quốc ngỏ ý đầu tư 700 triệu Mỹ Kim cho một dự án nông nghiệp ở phía Bắc của tiểu bang North Dakota. Để phục vụ dự án này, thì công ty Trung Quốc đã mua lại một mảnh đất rộng gần 150 hectare ở Grand Forks. Dự án này nằm cách căn cứ Grand Forks của Hoa Kỳ khoảng 19 km. Và đây là nơi tập trung nhiều cơ sở tình báo, do thám và trinh sát tối tân của không quân Hoa Kỳ. Theo đó, vị trí nhạy cảm đã làm dấy nên nhiều lo ngại về an ninh. Thượng nghị sĩ Mike Rouse nói dự án đầu tư của Trung Quốc là diễn biến đầy báo động. Ông phân tích chính phủ Trung Quốc có thể lợi dụng mảnh đất ở North Dakota để theo dõi sát sao hoạt động và liên lạc cơ sở quân sự trọng yếu của quân đội Hoa Kỳ. Dự luật này đồng thời đề xuất bổ sung lĩnh vực nông nghiệp vào nội dung đạo luật sản xuất quốc phòng năm 1950, cho phép các tổng thống Hoa Kỳ buộc doanh nghiệp tư nhân sản xuất và cung cấp dịch vụ vì mục đích an ninh quốc gia. Dự luật đề nghị đưa Bộ trưởng Nông nghiệp Hoa Kỳ vào Hội đồng đánh giá đầu tư nước ngoài, nhóm cơ quan liên ngành đánh giá rủi ro an ninh quốc gia đối với các dự án sáp nhập hoặc là mua lại công ty của Hoa Kỳ. Ông phát biểu rằng, khi tôi đến Nam Dakota, tôi đã nghe người nông dân lo ngại tình trạng các đối thủ nước ngoài sở hữu đất nông nghiệp Hoa Kỳ và đã đến lúc chúng ta cần chấm dứt tình trạng này. Dự luật sẽ bảo vệ lợi ích của Hoa Kỳ, đưa những đối thủ nước ngoài vào danh sách đen cấm mua đất hoặc làm ăn trong mảng nông nghiệp. Sang qua bản tin tiếp nối cho biết rằng nghi can đâm nhà văn Salman Rushdie cảm thấy bất ngờ khi biết nạn nhân vẫn còn sống. Thưa quý vị, Hadi Martha, nghi can đâm nhà văn Salman Rushdie cảm thấy bất ngờ khi tác giả còn sống sau vụ tấn công vào cuối tuần trước. Trong bài phỏng vấn được New York Post đăng trong ngày 17 tháng 8, thì người này cho biết rằng, khi nghe tin ông ấy còn sống, tôi cảm thấy bất ngờ. Thưa quý vị, người đàn ông này sống ở tiểu bang New Jersey
chính là người đã đâm nhà văn Salman Rushdie nhiều chục nhát trên sân khấu Học viện Giáo dục ở New York vào ngày 12 tháng 8. Ông Rushdie, 75 tuổi, là một nhà văn gốc Ấn Độ mang quốc tịch Hoa Kỳ và Anh Quốc, nổi tiếng với những tác phẩm như là Những Vần Thơ Của Quỷ Satan, gây tranh cãi trong Hội đồng Hồi giáo. Năm 1979, thì thủ lĩnh cách mạng Hồi giáo Iran là cố lãnh tụ tối cao Ruhollah Khomeini đã ban bố giáo lệnh Fatwa, kêu gọi tín đồ Hồi giáo khắp thế giới đoạt mạng nhà văn này, với cáo buộc là ông Rushdie đã bán bổ đạo Hồi. Người thanh niên đã bác bỏ cáo buộc tấn công và cố tình giết người, không nói có phải là giáo lệnh Fatwa đã truyền cảm hứng cho anh ta hay không, và anh ta cũng phủ nhận có liên hệ với lực lượng cách mạng vệ binh Hồi giáo Iran. Người này nói rằng, tôi tôn trọng lãnh tụ tối cao Iran. Tôi nghĩ ông ấy là một người vĩ đại và đó là tất cả những gì tôi sẽ trả lời. Theo tờ New York Post cho biết, luật sư của Marta khuyên thân chủ tránh bàn về vấn đề này. Người này sinh ra tại Hoa Kỳ, có cha mẹ là người Lebanon, là một khu vực có nhiều người ủng hộ Tehran và dân quân Iran Hezbollah. Marta cho biết đã đọc vài trang trong tác phẩm Rushdie và cảm thấy tác giả không phải là người tốt. Anh ta biết nhà văn này sẽ phát biểu tại New York thông qua một bài đăng trên Reader. Và theo người mẹ của người đàn ông này, mô tả con trai là một người có tính hướng nội và tính khí thì thất thường. Bắt đầu chú ý đến đạo Hồi sau khi đến Lebanon gặp cha. Và hiện nay, nghi can sẽ tiếp tục ra hầu tòa trong ngày 19 tháng 8. Sang qua New York, bản tin của chúng tôi cho biết rằng một thám tử cảnh sát bị bắt vì cấu kết với băng đảng mafia của Ý. Theo hãng thông tấn UPI đưa tin, 9 cá nhân có liên quan đến 2 gia đình tội phạm khét tiếng tại New York City. Trong đó có một thám tử cảnh sát bị bắt trong ngày 16 tháng 8 vì tội danh đánh bạc trái phép và tham gia băng đảng phạm pháp. Theo hai hồ sơ truy tố được gửi cho Tòa án Liên bang Địa hạt phía đông của New York, thì đa số những người bị bắt đều là thành viên của hai gia đình băng đảng Genovis và Bonanno. Theo Bộ Tư pháp, 9 người đàn ông nói trên bị cáo buộc tổ chức nhiều địa điểm đánh bạc trái phép tại khu Queens và Long Island ở New York. Trong số những người bị bắt có ông Hector Rosario, một thám tử cảnh sát tại Nassau County, 49 tuổi, cư ngụ ngay tại New York. Ông này nhận tiền từ hai gia đình trên để dàn xếp cho cảnh sát đột kích các tổ chức đối đầu với họ. Và vị thám tử cảnh sát này bị kết tội cản trở cuộc điều tra của đại bộ thẩm đoàn và nói dối với biện lý cuộc. Các giới chức tại đây cho biết rằng những nghi can đã cố gắng che giấu hành vi phạm pháp của họ ở phía sau với vỏ bọc là những quán cà phê, câu lạc bộ bóng đá và tiệm sửa chữa giày. Thế nhưng các giới chức cũng như là biện lý cuộc liên bang và các cơ quan thực thi pháp luật đã vạch trần những hành động này. Điều đáng thất vọng hơn là hành vi đáng xấu hổ đi cấu kết với tội phạm của một thám tử cảnh sát đã phản bội cam kết nghề nghiệp và những đồng nghiệp đầy chính trực của ông tại cơ sở cảnh sát. 7 trong số 9 người bị bắt tại New York, còn lại người thứ 8 thì bị bắt tại Florida. Ông Joseph Rotin-Gilano, 63 tuổi, một đồng phạm bị kết tội cùng với những người trên thì vẫn chưa bị bắt. Ngoài ra, một người đàn ông có tên là Carmelo Portillo, được cho là chỉ huy tạm thời của gia đình tội phạm này, cũng sẽ bị truy tố tội danh tổ chức đánh bạc online trái pháp luật và hành vi tống tiền. Sang qua California, bản tin cho biết rằng một cựu dân biểu dân chủ bị bắt và buộc tội gian lận rửa tiền. Theo thông tấn xã IP đưa tin, ông Terrence Cox, cựu dân biểu dân chủ ở tiểu bang California, vừa bị cảnh sát liên bang bắt giữ trong ngày 16 tháng 8 với cáo buộc gian lận chuyển tiền, rửa tiền và gian lận đóng góp trong chiến dịch tranh cử. Sau khi bị bắt, ông Cox bị nhân viên cơ quan FBI ở Fresno áp giải đến nhà tù địa phương. Ông đại diện cho địa hạt số 21 ở California từ tháng Giêng của năm 2019 đến năm 2021. Địa hạt này nằm ở thung lũng San Joaquin Valley, bao gồm Kings County và một phần của Fresno County, Kern County cũng như là Tulare County. Trong thông báo, biện lý Philip Tabert cho biết rằng người đàn ông này bị truy tố về 15 tội danh gian lận chuyển tiền, 11 tội danh rửa tiền và một số tội danh gian lận đóng góp tài chính. Biện lý Tabert liệt kê từ năm 2013 đến năm 2018, thì ông Cox bị cáo buộc
thu được 1,7 triệu Mỹ Kim từ những khách hàng và những khoản vay cho công ty, sau đó đánh cắp bằng cách chuyển các khoản tiền này vào một số ngân hàng ngoài sổ sách. Ông còn đồng sở hữu và quản trị cũng như làm việc cho nhiều công ty và tổ chức phi lợi nhuận, bao gồm một công ty giúp đỡ những công ty khác vay vốn và hưởng tín dụng thuế liên bang, một công ty chế biến hạnh nhân và một tổ chức phi lợi nhuận điều hành công viên giải trí Granite Park ở Fresno. Theo cáo trạng, khi ông có vận động tranh cử vào Hạ viện của năm 2017, ông dàn xếp để có 25.000 Mỹ Kim đóng góp cho chiến dịch của mình, từ thành viên của gia đình cũng như là những người cộng sự, rồi sau đó hoàn lại tiền cho họ. Thế nhưng, đây là điều bất hợp pháp và vi phạm luật bầu cử. Nếu bị kết án, ông ta sẽ phải đối mặt tối đa 30 năm tù giam và tiền phạt 1 triệu Mỹ Kim cho hành vi gian lận có ảnh hưởng tới tổ chức tài chính, và tối đa là 5 năm tù giam và khoản tiền phạt 250.000 Mỹ Kim cho tội danh gian lận đóng góp chiến dịch tranh cử. Một lần nữa, mình Khoa xin phép tạm ngưng chương trình và sẽ quay trở lại ngay với những bản tin tổng hợp tiếp theo.